Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đi tham quan các gian hàng và kiểm tra công tác tổ chức hội chợ. Trong 120 doanh nghiệp tham gia hội chợ, có 25 doanh nghiệp Đà Nẵng với đa dạng các sản phẩm. Các sản phẩm tham gia hội chợ có chất lượng, tính cạnh tranh cao, nằm trong các ngành lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ then chốt như linh kiện, phụ tùng, chế tạo, các sản phẩm gia công chính xác, máy công nghiệp các loại, công nghiệp hỗ trợ, phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao. Sau khi tham quan các gian hàng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đánh giá cao hiệu quả và tiềm năng phát triển của các sản phẩm, đồng thời lắng nghe nguyện vọng và ghi nhận kiến nghị, đề xuất các doanh nghiệp liên quan đến phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng ghi nhận Sở Công Thương thành phố trong công tác tổ chức hội chợ cùng các sự kiện bên lề và lưu ý đây là sự kiện quan trọng nên cần đẩy mạnh truyền thông và luôn đồng hành hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp kết nối, hợp tác.